Ôi no lại còn đi tập thể dục. Hút mặt chị này hơi sợ. Hôn nhau luôn. Giải thưởng cuộc thi thì sẽ lên đến tận 5 triệu đồng tiền mặt cho giải nhất. Cá này, cái gia vị tẩm ướp của họ lại có màu xanh nhỉ? Mọi người ăn cừu bao giờ chưa? Đã không gọi rồi vì sợ no mà chị chủ quán lại còn tặng. Dỗi, ăn luôn. Bạn đang thèm đồ ăn? Bạn không biết xung quanh mình có gì ngon? Hãy cùng Ninh Tito đi tìm những món ăn ngon trên các con phố xung quanh bạn bằng bản đồ ăn. Tiện lợi, dễ dàng, gợi ý tốt. Mau mau khám phá tại địa chỉ ninhtito.com/bản đồ ăn. Theo dõi group Facebook và series bản đồ ăn trên YouTube Ninh Tito các bạn nhé. Được chưa? Cái tóc nó làm sao? Gió quá. Đấy, cái này vào nhìn nó gọn gàng. Ok, bắt đầu nha. Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày rất là mát trời, đẹp trời và gió lồng, gió lộn. Và mình quyết định là sẽ giới thiệu cho các bạn những cái quán đồ Tây ở trên Hồ Tây mà Ninh rất thích. Bởi vì khi mà nhắc đến Hồ Tây ấy, thì mọi người sẽ nghĩ đến là ở đây có rất là nhiều người nước ngoài sinh sống. Chính vì vậy mà nó mọc lên rất là nhiều những cái quán ăn mang ẩm thực hương vị các nước khác nhau. Và đó là những quán nào mà Ninh thích thì ngày hôm nay Ninh sẽ giới thiệu cho các bạn. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh và follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating để không bỏ lỡ bất cứ một cái clip hay ho nào nhé. Và các bạn đừng quên là dịch dù hết hay không thì mọi người vẫn nên đeo khẩu trang khi đi ra đường và quan trọng là đội mũ bảo hiểm khi mà đi ô tô nhá. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Địa điểm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong clip ngày hôm nay đó chính là một quán mình hay ăn đồ brunch ở trên Hồ Tây. Quán này thì nằm ở 26 Quảng Bá, có tên là Maison de Tête de Co. Đã đổi rất là nhiều địa chỉ rồi nhưng mà chất lượng đồ ăn thì vẫn luôn ngon. Và đặc biệt đồ ở đây nó theo kiểu healthy một chút. Nào hãy cùng vào trong và khám phá với mình nhé. Hiện tại thì Ninh đang có một bàn đầy đồ ăn rồi mọi người ạ. Lần nào đến đây thì cũng phải gọi rất là nhiều những cái món ăn rực rỡ sắc màu để mình có thể chụp lại được những bức hình trên Insta thật là đẹp. Ở trong menu của quán ấy thì đa phần các món nó sẽ chia thành kiểu như là sandwich này, toast này, xong rồi salad này, mì này, các thứ. Các bạn phải lưu ý một phần ăn đấy rất là to, nên là khi mà gọi cũng phải lưu ý về cái sức ăn của chúng mình nhá. Hiện tại thì Ninh đang có ở trên bàn đây một phần egg benedict này, và mình có gọi thêm cả salmon nữa. Đây là một phần salad bún chả. Đây là lần đầu tiên mà Ninh ăn thử món này luôn đấy, bởi vì có vẻ nó khá là mới so với cả cái menu của quán. Tiếp theo chúng ta sẽ có một phần sandwich với cả gà. Gà này hình như là gà cay ấy. Đó, và đây sẽ là một phần smoothie bowl. Ok, bây giờ thì hãy cùng ăn với cả chúng mình nhá. Đầu tiên thì Ninh sẽ cắt thử cái trứng ở cái phần egg benedict này. Ôi, ngon vãi luôn. Lần nào Ninh cũng sẽ phải boomerang lại cái này, nhưng mà hôm nay quay nên là thôi mình sẽ không quay. Ngon 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 đấy. Ok, ăn thử nha. Đồ ăn ở đây thì nó sẽ không thiên về kiểu thịt xong rồi sốt xiếc quá nhiều đâu. Nó sẽ hơi kiểu healthy một chút nhưng mà ăn rất là ngon. Đó, xong cho thêm một ít cái cà chua sốt này vào. Ngon. Ô, cái sốt này ngon quá. Là một ly capu buổi sáng với Ninh nhé mọi người. Hút mặt chị này hơi sợ. Hôn nhau luôn. Ngon. Ở đây đa phần là sẽ là đồ họ có thể tự sản xuất được. Ví dụ như là rau củ hay là cà phê. Thì Ninh nhớ là ở cơ sở cũ cũng có một cái khu để có thể xay cà phê, nhưng không biết thì bên này có không. Rồi, Ninh sẽ thử sang món này đi. Đây, Ninh sẽ trộn lên. Ở đây thì như một suất chả lẫn thôi. Có chả miếng và chả viên mọi người ạ. Và trộn đều lên. Thật ra ở đây không hay ra nhiều món mới đâu, nhưng mà mỗi một lần ra thì Ninh nghĩ là họ cũng nghiên cứu khá là cẩn thận. Tại vì đối tượng ăn ở đây chủ yếu là khách Tây, còn khách Việt thì một số đấy. Ok, Ninh sẽ lấy một ít bún. Đó. Lấy cùng chả này và rau. Nếu mà mọi người ăn share mà kiểu bạn mà đi hẹn không phải thân lắm ấy, thì mọi người có thể xin thêm một cái đĩa trắng cũng được để có thể ăn share với nhau. Còn tụi Ninh thì thân với nhau lắm rồi nên là thôi không sao.
Hợp nha. Nó sẽ không phải là cái sốt nước mắm, và thịt này cũng không phải cái thịt mà mình hay ăn cái vị bún chả truyền thống, nhưng mà hợp, ngon. Nói chung là đồ ăn ở đây nó không chuyên, đến bây giờ mình cũng không biết là nó chuyên về nước nào. Nó kiểu fusion, nó kiểu gọi là có sự kết hợp và giao thoa, nên là ăn nó cảm giác khi mà họ mix vào với nhau ăn rất là vừa miệng. Bây giờ thì Ninh sẽ thử cái món này, cũng là một cái món mới Ninh chưa thử, đó chính là sandwich gà nướng cay. Ngon quá, có cả bí đỏ nữa, vừa ngọt ngọt vừa đậm đậm, trong có rất là nhiều rau. Đồ ăn ở đây các bạn thấy món nào cũng có rất là nhiều rau. Ok, và đó chính là quán đầu tiên mà Ninh muốn giới thiệu với mọi người. Thật ra thì đồ ăn rất là ngon, Ninh thấy rất là hợp vị của mình. Và giá cả thì nó sẽ dao động từ 80.000 đến 150 đến 200. Nhưng mà thực sự là một cái phần ăn của nó rất là to, như lúc nãy mình đã nói với các bạn. Nên là chú ý mỗi một lần gọi thì cân nhắc làm sao để vừa với khẩu phần ăn của mình. Ở quán này thì có một cái rất là hay, đó chính là mặc dù là quán người Tây mở, nhưng mà ở trong đây thì nhân viên đa phần đều là người dân tộc từ trên Lào Cai, Sapa xuống đây để làm. Và không gian được decor cũng khá là kiểu theo kiểu truyền thống Việt Nam ấy, nên là nó sẽ mang cái âm hưởng rất là khác lạ. Thì khi mà đến đây, Ninh tin là cả gia đình hay bạn bè gặp mặt ở đây thì đều rất là ok, đôi khi đi date cũng được nữa. Nó quá mọi người ạ, chưa muốn lấy xe. Hôm nay ăn xong nên không biết còn bụng để có thể ăn được thêm hai quán nữa không. No lại còn đi tập thể dục. Này thơ lắm, cái mũ bảo hiểm đấy xong rồi với cả cái ở trên này. Ở đấy từ lúc em đội cái mũ này chưa thấy có lợn cưới nào chạy qua luôn. Không cần lợn cưới nhưng mà Ninh cũng có mũ bảo hiểm mới mà chẳng thấy ai khen Ninh có mũ bảo hiểm mới. Các bạn biết gì không, khi mà chúng ta đội bất cứ cái gì, mang cái gì lên người thì đầu tiên, yếu tố đầu tiên phải phù hợp và đẹp. Đẹp. Kể cả cái kiểu 3/4 hay là 1/2 mà Ninh mới sắm cho Ninh với Nhi ở đây thì thực sự nó đều rất là dễ đội và nó kiểu phong phú về kiểu dáng ấy. Hợp với nhiều cá tính. Kết hợp kiểu gì cũng được luôn. Đây các bạn thấy cái cây này rất là hợp với ở Ninh luôn. Cây này thì mặc kiểu gì cũng được. Với cả quan trọng đẹp nó là một chuyện, nhưng mà khi mà đội mũ bảo hiểm thì nó phải chất lượng nữa. Nên là cái chất lượng mũ bảo hiểm này ấy, giá thành nó vừa rẻ mà cái chất lượng nó rất là tốt. Mũ bicolor này chắc chắn là các bạn biết rồi, nó từ cái hồi mà Ninh đi học ở cấp 1 20 năm rồi. Em có đội cái mũ màu xanh to đùng không? Có. Đợt đấy ai cũng đội, học sinh đoàn cũng đội luôn, nhưng mà thực sự nó rất là tốt và bền. Bây chỉ có điều đẹp. Là cái phong cái kiểu dáng ngày xưa thì nó không được đẹp, còn bây giờ thì họ đã cải tiến rất là nhiều rồi. Mà thì Ninh thế nên là khi mà Baby Color có gửi lời mời để có thể giúp Ninh giới thiệu cho mọi người về chiếc mũ như thế này thì Ninh nhận lời luôn, tại vì chất lượng nó rất là tốt. Và theo như thông tin mà Ninh được biết thì tất cả các sản phẩm mũ bảo hiểm của công ty cổ phần Á Long với thương hiệu Bicolor đã được lên sàn trên Shopee rồi và đang được giảm giá tận 40%, nên là khi mà các bạn mua thì nhớ là nhập cả cái mã khuyến mãi này nữa để có thể vừa được giảm giá mà lại được tặng 5 bịch khẩu trang nhá. Bây giờ thì còn một cái cuộc thi nữa cơ mọi người ơi. Đó chính là cuộc thi tìm kiếm gương mặt thương hiệu Bicolor. Các bạn sẽ gửi về cho ban tổ chức một bức ảnh chụp cùng với mũ bảo hiểm Bicolor và một đoạn giới thiệu về chiếc mũ và màu sắc cá tính mà các bạn thích, với thông điệp Bicolor Be Yourself. Đó, và giải thưởng cuộc thi thì sẽ lên đến tận 5 triệu đồng tiền mặt cho giải nhất. Thông tin về cuộc thi này các bạn có thể xem chi tiết ở phần mô tả video. Tuy nhiên thì thời hạn dự thi sẽ là kéo dài từ 9 tháng 3 đến 20 tháng 3 thôi. Nhớ chú ý để tham dự nhé. Còn bây giờ thì cùng Ninh và các bạn đi đến quán tiếp theo thôi. Quán tiếp theo mà mình muốn dẫn mọi người đi ăn, không biết là mọi người đi qua cái phố Từ Hoa bình thường thì có thấy một cái nhà mà nó kiểu có lưới đen bao quanh, và không biết đó là cái nhà hàng gì không? Đó chính là một cái nhà hàng Ấn Độ. Mình đã từng review đồ Ấn Độ ở trong một tập Ở Nhà Ăn Cả Thế Giới rồi, thì mọi người cũng biết là cái điều đặc biệt của nó như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn một cái quán mà Ninh thực sự rất là thích, và đó chính là quán Rams, nằm ở 124 phố Từ Hoa. Hãy cùng vào trong ngôi nhà sắt này và xem bên trong có điều gì đặc biệt nhé.
Nhà hàng Rams này thì họ mở từ Ninh nhớ là từ những cái tháng giữa năm 2018. Và cái đợt đấy Ninh đi ăn thì cũng là mới khi mà nhà hàng mở cửa thôi, rất là lâu rồi không dịp quay lại. Nhưng mà thực sự là khi mà lên TripAdvisor xong rồi xem mấy cái kênh ấy thì đều thấy mọi người khen. Nên là ngày hôm nay hãy cùng đi ăn đồ Ấn Độ với Đinh nhá. Thật ra thì Ấn Độ nó không phải là ở phương Tây, cũng không phải là kiểu nhiều người Tây, nhưng mà nó ở phía Tây của Việt Nam mọi người ạ. Nên Ninh vẫn cho nó vào trong clip ngày hôm nay. Còn nó ở Nam Á. Đó, và trên bàn đang là rất nhiều đồ ăn rồi. Hãy cùng khám phá xem ngày hôm nay Ninh đã gọi những cái món gì nhá. Đầu tiên ở phía bên này, Ninh có món thịt cừu, nó có tên là Tandoor Lamb Chop. Vẫn là một món khai vị thì mình có món Fish Tawa. Đấy, các bạn nhìn cái miếng cá này. Bình thường có thể là người ta ăn người ta vắt chanh, nhưng mà lát nữa thì Ninh sẽ ăn theo kiểu của Ninh. Tiếp theo ở đây, các bạn nhìn sẽ tưởng là gà đúng không? Tưởng là đậu phụ đúng không? Nhưng không, đây là một loại phô mai của Ấn Độ mọi người ạ. Và món này có tên là Damsofia Panertika. Đó, tên nó hơi dài một chút. Tiếp theo, nhắc đến đồ ăn Ấn Độ thì chúng ta không thể thiếu được đây là curry. Mình sẽ có một phần curry gà này. Và đây là curry cừu. Đó, đây là một phần bánh, nhưng mà nó không chỉ có riêng phần bánh này không đâu, mà khi mà nhấc lên chúng ta sẽ thấy ở trong có cả một phần khoai tây mọi người ạ. Đó, khi mà ăn chúng ta sẽ chấm với cả rất là nhiều các loại sốt. Đây cũng là một cái đặc trưng của Ấn Độ khi mà chúng ta ăn, đó chính là các loại bánh naan. Đó, đây Ninh có một cái bánh naan tỏi, nướng tỏi, và đây là một cái bánh naan có phô mai. Ok, nào ăn thôi. Khi mà vào ấy thì quán sẽ tự động mang ra cho mình đồ welcome drink. Ở đây là một cái loại nước uống ở trong có hoa hồng mọi người ạ. Đó, cheers. Chúng ta lại bắt đầu một bữa mới thôi mọi người. Ninh rất là nhiều bụng để có thể ăn thử tất cả các đồ ngày hôm nay trong clip. Mặc dù lúc nãy mình có kêu là no quá, bây giờ lại bắt đầu đói rồi. Kèm theo phần khai vị thì sẽ có một cái bánh naan giòn nữa mọi người ạ. Đó, ở trên đây là một cái bánh rất là to này. Và mình sẽ chấm cái bánh đấy với cả sốt bạc hà và sốt me. Ninh thì Ninh thích me hơn nên là Ninh sẽ ăn thử cái này đi. Lâu lắm rồi không quay lại Ram, không biết là đồ ăn còn ngon không. Hôm nay Ninh sẽ kiểm chứng cho mọi người để nếu mà ngon mọi người có thể đi ăn nhá. Đây, sốt me. Ngon. Sốt me này rất là vừa luôn, ngọt ngọt chua chua. Được nào các bạn ơi, chúng ta bắt đầu hành trình đi khám phá ẩm thực của đồ Ấn, ẩm thực của Ấn Độ chứ lại đồ Ấn, bằng một miếng sườn cừu. Lúc nãy mang ra nó còn nghi ngút khói cơ. Nhưng mà đấy, Ninh cứ phải đợi đủ đồ. Thật ra thì Ấn Độ có một cái văn hóa mà chắc chắn là nhiều người biết rồi, đó chính là bốc. Ninh thì cũng trước khi mà định ăn ngày hôm nay, Ninh cũng đã đi rửa tay rất là sạch rồi, nên xin phép là giao dĩa ngày hôm nay khi nào cần thì mình sẽ dùng, và mình sẽ xin phép ăn bằng tay trước thử nhé. Cái mùi vị nó rất là thơm. Mọi người ăn cừu bao giờ chưa? ngon quá. Thịt cừu rất là mềm. Và cái gia vị tẩm ướp ở đây nó át hết cả cái mùi gây gây của thịt cừu rồi, nên là các bạn sẽ không cảm thấy cái mùi ấy đâu. Mình sẽ chấm với cả bạc hà thử đi. Bạc hà này nó sẽ thiên về loại các loại cái vị rau hơn, còn cái này thiên về me mọi người ạ. Ngon quá. Mình sẽ thử ăn một miếng cá đi. Cá này, cái gia vị tẩm ướp của họ lại có màu xanh nhỉ. Thật ra thì hôm nay sẽ không phải là review kỹ về nhà hàng, mà Ninh mục đích là để giới thiệu cho mọi người về về những cái quán ở trên khu vực Hồ Tây mà Ninh thích. Còn buổi sau ấy, nếu mà mọi người thực sự là cảm thấy là muốn khám phá thêm kỹ hơn về ẩm thực Ấn Độ thì mình có thể sẽ gọi về nhà, hoặc là sẽ quay lại Rams để quay một cái clip khác, nó sẽ chi tiết hơn. Còn hôm nay thì sẽ mang tính chất là giới thiệu. Ủa, hơi mặn mặn, nó mềm mà ngọt, cá ngọt. Ngon quá, ui cá ngon. Cái này bắt thêm một chút chanh nữa thì nó sẽ cân bằng lại cái vị mặn ở cái vỏ bột ở ngoài mọi người ạ. Ngon quá, phô mai của Ấn Độ. Ăn nó rất là ngậy. Món này có lẽ không phải bạn nào cũng thích đâu, bởi vì cái phô mai của nó đặc. Ăn cũng lạ, nhưng mà nên thích hai cái món khai vị kia hơn. Tiếp theo, Ninh sẽ thử đến bắt đầu món chính đi. Mọi người nhớ lấy cái đĩa ở dưới nha. Thì ở đây sẽ là một cái phần bánh cuộn, và phía dưới của nó sẽ là khoai tây mọi người ạ. Đây, Ninh sẽ xé một thử một miếng này. Xong rồi xin phép đặt cái này ra cạnh nha. Mọi người ạ, món này Ninh sẽ nghiên cứu cách ăn như thế này. Đấy. Xong rồi lấy cái potato ở trong. Xong mình lại úp nó lại. Potato này ngon quá. Nó sẽ là cái dĩa, nhưng mà hơi cay.
Cái đấy nhưng mà ngon lắm, ăn rất là lạ. Món này thì sẽ ăn kèm với cả rất là nhiều các loại sốt đây này. Đó. Nhưng mà Ninh nghĩ là Ninh sẽ thử sang curry đi, tại vì Ninh đang rất là hào hức cái món này. Đây, Ninh sẽ xúc một miếng gà và curry gà vào đây. Sau đấy mình sẽ xé bánh naan để mình chấm cùng nha. Cheese naan. Ngon. Nhưng mà curry gà này nó sẽ thiên về vị mặn một chút mọi người ạ. Đã cái miệng luôn. Ninh sẽ thử cái tỏi. Mọi người ạ, Ninh vừa mới nhìn, ôi trời ơi, sao mình xé thế nào thế này. Ninh vừa mới nhìn lại cái menu thì chắc là để mà ăn no một người ở trên đây ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 300 cho đến 500 nghìn một người, tùy theo cái gọi là khẩu phần ăn cũng như là cái số lượng đồ ăn các bạn có thể ăn được. Nhưng mà Ninh nghĩ là với một cái ẩm thực của nước khác mà các bạn có thể thử những cái đồ ngon thì như vậy cũng khá là ok. Ăn đồ này chắc là uống rượu chứ các thứ cũng hợp ấy. Nói chung là rất lâu rồi Ninh không đến với cả Rams, nhưng mà thực sự ngày hôm nay Ninh vẫn có thể tự tin giới thiệu với mọi người món này thì nên ăn nóng một chút. Và nếu mà các bạn kỳ vọng điều gì ở ẩm thực của Ấn Độ thì có lẽ là nó sẽ mang lại cho các bạn sự phong phú trong cái hương vị, và mỗi một món nó sẽ mang lại một cái thế giới gọi là vị giác khác nhau. Và quán thì sẽ mở cửa từ Ninh nhớ là từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều, và 6 giờ chiều họ sẽ mở lại cho đến 10 giờ tối, thì các bạn có thể qua đây để thử. Không gian quán ở trong thì rất là kiểu hơi hướng Ấn Độ, và các bạn dễ dàng có thể chụp được những cái bức ảnh check in rất là đẹp, nên là mặc xinh xinh một chút khi đến đây nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một quán thứ ba. Quán này cũng là một quán mà Ninh khá là thích đấy. Hiện tại thì Ninh đang ngồi ở ven Hồ Tây, đường Từ Hoa luôn. Và cái quán mà Ninh định giới thiệu cho mọi người nằm ở trên quán Rams một chút thôi, cũng ở trên đường Từ Hoa. Nó nằm ở số 166 đường Từ Hoa, và đó chính là Hà Nội Taco Bar. Hôm nay thì mình sẽ quyết định là ngồi ở ngoài để thưởng thức không khí trời một chút. Tại vì là đợt này thì dịch nó cũng đã được kiểm soát một chút rồi, và để thay đổi không khí so với những cái quán trước. Đầu tiên thì mình có gọi một phần salad, đây là house salad mọi người ạ. Nó sẽ có cả dâu tây ở trong, và phía trên thì sẽ được rắc thêm rất là nhiều cái phô mai. Đó, ăn món này cho nhẹ bụng, tại vì hôm nay thì mình cũng đã ăn khá là nhiều những cái món nặng nề rồi mọi người ạ. Phía bên này các bạn nhìn thấy khay này xinh không? Cái khay này thì có tên là queso fanido mọi người ạ. Nó sẽ có rất là nhiều cái bánh tortilla chips này. Đó, ở đây thì sẽ là cái house made chorizo, nhìn xinh xinh, có vẻ là khá là nhiều kem với cả chắc có cả phô mai mozzarella nữa. Và đây thì sẽ là một cái phần cà chua với cả hành mà mình hay ăn với cả những cái đồ Mexico thôi. Tiếp theo, đến Hà Nội Taco Bar mà không gọi taco thực sự là một cái sự thiếu sót. Ở đây thì mình có hai cái bánh taco mà mình thấy là mọi người gọi rất là nhiều. Đầu tiên đây là một cái phần pork chuck, phần má heo, taco má heo mọi người ạ. Đó, tiếp theo thì mình sẽ có một cái phần shrimp, tôm. Hôm nay thì vỏ bánh nó không phải là cái vỏ bánh màu vàng trắng, mà đây là cái vỏ mà hơi đen đen một chút. Ôi, lúc này nắng lên rồi. Và cuối cùng, món này thì Ninh không định gọi đâu, nhưng mà bởi vì quán mình cũng có liên hệ trước để xin phép quay, nên là quán tặng cho mình thêm một cái món quesadilla này nữa, ăn cùng với cả cái sốt này. Ở trong đây thì sẽ là nhân bò mọi người ạ. Và mình có gọi thêm nước. Ok, trời nắng lên cũng là lúc mà Ninh bắt đầu xuôi những cái phần thức ăn trước để có thể bắt đầu bữa ăn ngày hôm nay. Không biết cái này có nhấc được lên không, bởi vì để ngoài nó cũng hơi nguội nguội rồi. Nhưng mà Ninh sẽ thử nha. Ui, cái đĩa này nặng vãi. Nào, mọi người đoán xem. Đây mọi người ơi. Đấy mọi người nhìn này. Ui. Ở phía bên trong của nó sẽ có cả mozzarella nữa. Ui. Ngậy, ngon. Ngon đấy, ngon đấy. Nhưng mà món này nếu mà ăn không, các bạn sẽ thấy nó hơi ngậy, nên là mọi người sẽ xúc thêm một chút cái đây là cà chua với cả hành này cho lên trên. Ngon. Nó cân bằng lại cái sự ngậy của phô mai với cả kem ở trong nữa. Ngon. Ngon đấy. Lâu lắm rồi không ăn taco bar. Đây sẽ là một phần salad còn dâu tây. Trong đây có cả giấm balsamic, hơi chua chua nhưng mà ngon, ok đấy. Nhưng đấy chỉ là món phụ thôi.
nên sẽ phải kiểm định lại xem cái bánh taco này hôm nay có ngon không. Đồ Mexico thì họ sẽ hay có những cái sốt salsa, và đây thì sẽ là cái tropical salsa. Ở trong cái tropical này thì nó sẽ có dứa này, rồi mấy loại quả nhiệt đới các thứ. Còn bên này thì nó sẽ là spicy salsa. Trong đây thì sẽ là cà chua với cả ớt, nói chung là cay cay ấy. Đó. Rồi nên sẽ cho một chút cái tropical salsa. Ê, sao quả nhiệt đời có cam với chanh không? Không, không ăn tropical salsa, nên sẽ ăn spicy salsa. Đâu, quả nhiệt đời dứa thôi hay sao ấy. Nguy hiểm lắm. Thật ra anh ăn rất là kỹ khi ăn sốt. Mời mọi người ăn taco với cả Ninh nhá. Ngon quá. Cái phần thịt heo nó rất là mềm và được xé sợi mọi người ạ. Còn cái sốt ăn cùng với cả cái sốt salsa spicy ấy. Spicy salsa ngon. Ngon ngon. Một cái bánh taco bao nhiêu tiền? Taco ở đây thì giá nó sẽ dao động từ 45.000 đến 60.000 một chiếc bánh như thế này. Bây giờ Ninh sẽ thử sang cái quesadilla. Đã không gọi rồi vì sợ no mà chị chủ quán lại còn tặng. Dỗi ăn luôn. Ninh sẽ dưới một chút cái sốt của người ta vào. Vị lạ nha. Cái sốt này rất là lạ. Nó nồng hơn cái vị mấy cái salsa mình ăn bình thường. Món này cũng hơi mặn nữa. Ninh nghĩ là ba món kia thì Ninh có thể tự tin giới thiệu cho mọi người, nhưng mà món này thì phải cân nhắc một chút, tại vì là vị nó hơi nồng, mạnh và khó ăn. Nói chung là khi mà đi ăn ở Hà Nội Taco Bar ấy, thì các bạn sẽ có một cái view rất là đẹp. Và đặc biệt một cái điều mà Ninh rất là thích ở những cái quán đồ Tây, đó chính là các bạn nhân viên phải hiểu biết về đồ ăn mà các bạn ấy phục vụ lên cho khách, và có cái sự tư vấn nhiệt tình, thì như vậy mọi người sẽ có cái trải nghiệm ẩm thực nước ngoài nó dễ dàng hơn. Và ngày hôm nay thì Ninh nghĩ là cả ba quán Ninh giới thiệu cho Ninh thì Ninh giới thiệu cho các bạn thì đều rất là ok. Quán đầu tiên chúng ta đã đi ăn Maison de Tête de Co rồi này. Quán thứ hai chúng ta đi ăn Rams, và quán thứ ba là chúng ta đi ăn Hà Nội Taco Bar thì đều rất là ok. Và các bạn cũng vừa có thể thử cái đấy, nhưng cũng đừng quên cái chương trình khuyến mãi của mũ bảo hiểm B-Color, cũng như là tham gia vào cái cuộc thi đó nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, và follow Ninh trên Instagram, fanpage Ninh Eating và bản đồ ăn. Ngày hôm nay bản đồ ăn ở Hồ Tây rồi, còn rất là nhiều những quán ngon nữa. Cùng chờ đón trong các tập tiếp theo nhé. Bye bye.